Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân 13 tháng 9 năm 1945, 13 tháng 9 năm 2022. Sáng ngày 1 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị trưởng cụm thi đua số 1 Tòa án Nhân dân đã tổ chức khai mạc hội thao Tòa án Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ năm 2022 tại thành phố Sầm Sơn. Tham dự hội thao cụm thi đua số 1 Tòa án Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ năm 2022 có 294 vận động viên đến từ 14 đơn vị, Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, tranh tài 11 nội dung thi đấu ở 5 môn gồm bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng đá nam và môn kéo co. Hội thao cụm thi đua số 1 Tòa án Nhân dân các tỉnh, thành phố, Đồng Bằng, Trung Du Bắc Bộ được xem là ngày hội biểu dương sức mạnh và đánh giá sự phát triển của công tác thể dục thể thao trong đội ngũ cán bộ, công chức, Tòa án Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án Việt Nam vừa hồng vừa chuyên, giỏi về chuyên môn, khỏe về thể chất. Thông qua hội thao sẽ tuyển chọn những đoàn vận động viên xuất sắc nhất của cụm thi đua số 1, chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao các cấp Tòa án Việt Nam trong thời gian tới. Hội thao cũng là nơi thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đoàn. Theo kế hoạch, hội thao sẽ bế mạc vào ngày 2 tháng 8.